Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 10 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên họp xem xét cho ý kiến về việc đề nghị tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ tư giai đoạn 2019-2024. Đoàn công tác Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Mường Lay về việc khảo sát phục vụ công tác thẩm tra việc thực hiện xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Điện Biên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện Đập Pô có hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi đã được các điểm thi chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 tại văn bản số 452 ngày 23 tháng 5 năm 2023 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo chỉ thị số 18 ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua một năm thực hiện công văn số 452 ngày 23 tháng 5 năm 2023, thực hiện việc tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện đề án 06, nhận thức hành động của các cấp các ngành về thực hiện đề án 06 đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp các ngành, các địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng thực hiện đề án 06. Tuy nhiên, đến nay đã qua một năm triển khai thực hiện, việc xử lý các điểm nghẽn vẫn chưa hoàn thành. Nhiều nhiệm vụ chậm muộn làm cản trở lộ trình triển khai cũng như hiệu quả của đề án 06. Đối với việc thực hiện đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo chỉ thị số 18, Bộ Công an tích cực phối hợp với Bộ Tài chính triển khai việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương để thực hiện định danh và xác thực điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng, viễn thông, phục vụ định danh, xác thực cá nhân, tổ chức phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử. Bộ Tài chính đã triển khai trong toàn ngành công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại điện tử chưa tuân thủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung mới thuộc 5 điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ về pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh an toàn bảo mật, tình hình triển khai hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ đề án 06, các giải pháp an toàn thông tin mạng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tích cực, đổi mới trong chuyển đổi số, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không nói không, không nói khó, không bàn lùi, chỉ bàn làm. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở pháp lý, thí điểm xây dựng các mô hình mới, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm trong đề án 06 chuyển đổi số. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giảm phiền hà nhũng nhiễu người dân. Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện thể chế, xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật định danh và xác nhận điện tử, khẩn trương hoàn thành hướng dẫn thi hành một số điều của luật căn cước. Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu đề xuất, xây dựng các luật hướng dẫn liên quan đến thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng. Văn phòng Chính phủ tiếp thu các đề xuất kiến nghị của các địa phương, giao các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự huyện Điện Biên tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Quân sự huyện Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự huyện Điện Biên đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân năm 2024, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ khối xã, lực lượng tự vệ khối cơ quan đạt trên 60% kế hoạch năm. Về giải pháp lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy Quân sự huyện Điện Biên tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ, triển khai và thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy,
triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Chiều nay, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên, chủ trì cuộc họp xem xét cho ý kiến về việc đề nghị tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ tư, giai đoạn 2019-2024. Giải thưởng Văn học nghệ thuật lần thứ tư thu hút sự tham gia của 52 tác giả với 189 tác phẩm thuộc 7 chuyên ngành, gồm văn, thơ, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, múa, âm nhạc. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tiến hành thẩm tra rà soát toàn bộ các tác phẩm mà Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn xét giải, bao gồm 160 tác phẩm của 44 tác giả đủ điều kiện xét giải, 29 tác phẩm của 8 tác giả không đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, vi phạm quy chế và thể lệ xét tặng giải thưởng. Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật đã thảo luận, tham gia một số ý kiến như về quy chế, thể lệ cuộc thi, đồng thời thống nhất tiến hành bỏ phiếu chọn 32 tác phẩm để trao giải thưởng. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừa A Bằng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng giải thưởng, đồng thời giao cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hoàn thiện báo cáo tổng kết, phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng rà soát, kịp thời động viên các tác giả đoạt giải, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ tổng kết trao giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2024. Hôm nay, đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Lò Thị Bích, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Mường Lây về việc khảo sát phục vụ công tác thẩm tra việc thực hiện xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Điện Biên. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thị xã Mường Lây đã báo cáo với đoàn công tác kết quả triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thị xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, thực hiện việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính thị xã đã triển khai thực hiện các bước đảm bảo tiến độ, nội dung theo quy định, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời đang triển khai lập hồ sơ đánh giá, phân loại đô thị, phương án quy hoạch chung, mở rộng đơn vị hành chính. Dự kiến chương trình phát triển đô thị thị xã Mường Lây giai đoạn 2023-2025 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xây dựng đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thị xã Mường Lây và huyện Mường Trà, Ủy ban Nhân dân thị xã cũng gặp một số khó khăn như hiện tại thị xã chưa có quyết định công nhận là đô thị loại 4, chưa có chương trình phát triển đô thị, quy hoạch chung đô thị, phương án quy hoạch chung mở rộng đơn vị hành chính. Trong khi đó, để hoàn thành các nội dung này, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 là rất gấp. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thị xã đã đề nghị đoàn khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị với cấp có thẩm quyền hỗ trợ thị xã Mường Lây tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nêu trên để thị xã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri trên địa bàn thị xã. Trên cơ sở nội dung tại buổi làm việc và tiếp thu các ý kiến của thị xã Mường Lây, đoàn công tác sẽ trình báo cáo thẩm tra việc thực hiện xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Điện Biên để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định trong kỳ họp tới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, công tác cải cách hành chính đang được các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai đẩy mạnh theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả. Từ đó tạo bước chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức cá nhân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đến bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên làm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký làm lại giấy khai sinh. Chị Nhung ở bản Hồng Lệnh, xã Thanh Nưa được công chức tư pháp hộ tịch, hộ khẩu của xã hướng dẫn thực hiện trên điện thoại thông minh. Chỉ với vài thao tác, các thủ tục hành chính được thực hiện đảm bảo nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu. Chị rất phấn khởi. Hôm nay tôi đến đây là để đăng ký khai sinh cho con ạ. Tôi đến đây hôm nay được anh tư pháp hướng dẫn cho cài đặt tài khoản VNID mức độ 2. Và với cái tài khoản này thì chúng tôi có thể tự đăng ký ở nhà, rất thuận tiện và chúng tôi rất hài lòng ạ. Thực hiện công tác cải cách hành chính, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Nưa đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc tuyên truyền giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiệu quả, đúng hẹn. 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp mức độ 3-4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Về việc cải cách hành chính là chúng tôi đã cho thành lập các tổ, các ban để xuống các bản để tuyên truyền cũng như là trên thông tin loa của xã để tuyên truyền về vấn đề tầm quan trọng
Trong vấn đề là triển khai thực hiện thì cũng nhiều người dân cũng tham gia là thực hiện về giao dịch là trên hệ thống một cửa là về thủ tục giấy tờ. Bên cạnh đó, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, hiện nay các địa phương trong tỉnh đang tăng cường thực hiện chuyển đổi số đối với lĩnh vực cải cách hành chính. Trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Từ khi mà áp dụng công nghệ số cải cách hành chính vào cái xử lý công việc hàng ngày thì có rất là nhiều thuận lợi. Qua các phần mềm công nghệ số lên phần mềm hệ thống công việc thì hội em tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phía dân thì là khi mà dân lên giao dịch ý, thì là khi mà hội em tra cứu thông tin của dân hoặc là giải quyết các thủ tục hành chính thì tạo điều kiện thuận lợi là giải quyết ngắn gọn và dân không cần phải đến trực tiếp để giao dịch mà cũng có thể gửi qua cái phần mềm một cửa này rồi là gửi qua bưu chính công ích. Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, các sở ban ngành địa phương trong tỉnh đã tích cực rà soát, cập nhật, công khai minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Công tác cải cách hành chính của huyện cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là gắn việc thực hiện đề án chuyển đổi số với cải cách hành chính. Ủy ban huyện cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về cải cách thủ tục hành chính. Thì đến nay là 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Với sự nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, qua kết quả công bố, điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023, tỉnh Điện Biên đạt 88,02 trên 100 điểm, xếp thứ 20 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Kết quả này là tiền đề quan trọng để tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 6, Công an thành phố Điện Biên Phủ tổ chức tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân năm 2024 cho cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị công an các phường xã. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được quán triệt các văn bản của Bộ Công an và Công an tỉnh về công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an Nhân dân, cách sử dụng bảo quản và quy tắc bắn một số loại súng ngắn, súng tiểu liên AK và các loại súng khác mà đơn vị được trang bị, kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng CZ-75, cơ số đạn 10 viên, tập luyện một số động tác kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của võ thuật Công an Nhân dân. Đây là nội dung quan trọng của lực lượng công an thành phố nhằm xây dựng lực lượng công an thành phố chính quy tinh nhuệ, có kỷ luật kỷ cương, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện Nậm Pồ có tổng số hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi đã được các điểm thi chuẩn bị đầy đủ chú đáo. Là một trong những địa điểm thi chính thức, trường Trung học phổ thông Nậm Pồ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tốt nhất những yêu cầu về cơ sở vật chất. Trên cơ sở những hướng dẫn yêu cầu của kỳ thi, nhà trường đã bố trí 14 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng, cùng các phòng làm việc chung, phòng lưu trữ, bảo quản đề thi, bài thi, đồng thời kiểm tra rà soát bổ sung hệ thống trang thiết bị theo đúng quy định. Và ngay khi mà có triển khai của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo thì nhà trường đã nghiên cứu văn bản, đồng thời là xây dựng kế hoạch để chuẩn bị về cơ sở vật chất cho kỳ thi. Trong cái quá trình thực hiện thì cũng có những cái khó khăn nhỏ nhỏ. Tuy nhiên bằng cái quyết tâm của nhà trường, đặc biệt là thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo thì nhà trường đã khắc phục và hoàn thiện, và đến thời điểm này thì cũng đã sẵn sàng để tổ chức kỳ thi diễn ra theo đúng quy định của Bộ. Với mục tiêu nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và trúng tuyển vào các trường chuyên nghiệp, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông huyện Nậm Pồ cũng đang dồn sức ôn tập giúp học sinh nắm vững kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn, phù hợp với năng lực của học sinh, trên tinh thần dạy đến đâu, chắc đến đó, phân loại kiến thức từ dễ đến khó, bảo đảm không sót kiến thức. Mỗi tuần là các bạn sẽ được làm 4 đề và sẽ có một đề để kiểm tra lại, ôn tập lại kiến thức của bạn, xem là các bạn cải thiện được bao nhiêu điểm số. Đối với những cái bạn mà được điểm thấp ấy, thì chúng tôi sẽ chia ra
chúng tôi sẽ phân loại ra thành và ôn tập cho các em thêm buổi tối hoặc là vào những cái thời gian mà các bạn rảnh. Còn những bạn nào mà được điểm cao rồi chúng tôi sẽ tiếp tục là ôn luyện cho các em để có những cái điểm số cao hơn. Càng đến gần ngày thi, áp lực đối với học sinh càng lớn. Ngoài triển khai nhiệm vụ ôn tập, các thầy cô giáo thường xuyên động viên tinh thần, hướng dẫn các em tự học hiệu quả. Chúng em cũng cảm thấy hơi lo lắng một chút, nhưng mà chúng em đã được các thầy cô cũng như là ban giám hiệu nhà trường giúp đỡ và tạo điều kiện cho bọn em tốt nhất. Nên là chúng em không cảm thấy quá là áp lực và sẵn sàng để bước vào kỳ thi tới ạ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện Nậm Pồ có tổng hơn 500 thí sinh đăng ký tham gia dự thi. Mọi công tác chuẩn bị đang được thực hiện khẩn trương, chú đáo, cùng với việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, điểm thi, kể cả đảm bảo an ninh, an toàn để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng được diễn ra thành công. Sáng nay, Thành đoàn Điện Biên Phủ tổ chức trao tặng căn nhà khăn quàng đỏ cho em Cà Thanh Hưng, bản Nà Cái, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ. Em Cà Thanh Hưng hiện là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nà Tấu. Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo và phải sống trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện sửa chữa xây mới. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình em Hưng, Thành đoàn Điện Biên Phủ đã hỗ trợ cho gia đình em xây dựng ngôi nhà mới. Qua hơn 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thiện với tổng diện tích 60m², trị giá 70 triệu đồng. Tại buổi trao tặng nhà, đại diện Thành đoàn Điện Biên Phủ đã tặng những phần quà ý nghĩa giúp cho gia đình em có điều kiện tốt hơn trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời trao tặng em Hưng một đàn gà giống với số lượng 30 con, 2 bao cám thức ăn với tổng giá trị phần quà là 2 triệu đồng. Đến nay, huyện Mường Trà đang phát triển mở rộng diện tích dứa lên trên 320 hectare. Trong đó, diện tích cho thu hoạch ước đạt 200 hectare, năng suất 6 tháng đầu năm ước 180 tạ trên hectare, tăng 10 tạ trên hectare so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích dứa đang cho thu hoạch tại huyện tập trung ở các xã Mường Mươn, Na Sang, Sa Lông, Hủy Lèng, Ma Thì Hồ. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, hiện sản phẩm dứa Mường Trà đã được xuất bán ra nhiều thị trường ngoài tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, với giá trung bình từ 4 đến 10 nghìn đồng trên kg tùy loại. Để nâng cao giá trị thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm, huyện Mường Trà đang tổ chức hướng dẫn người dân sản xuất dứa theo hướng Việt Gáp. Bên cạnh đó là thực hiện liên kết và nhận được sự trợ lực hiệu quả từ các hợp tác xã nông nghiệp nhằm tạo đầu ra ổn định cho người dân. Dứa Mường Trà là loại quả thơm ngon, nổi tiếng, được người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập. Thưa quý vị, tận dụng lợi thế về đất đai, những năm gần đây, ngoài tập trung phát triển cây lúa nước, người dân trên địa bàn huyện Điện Biên đã tích cực đưa nhiều giống cây ăn quả chất lượng cao vào sản xuất kinh doanh. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn từng bước hình thành các vùng cây ăn quả tập trung trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gần 5 năm trước, hơn 1 hectare đất vườn của gia đình chị Bùi Thị Quỳnh, thôn C2, Yên Trường, xã Thành Yên, huyện Điện Biên chỉ trồng những loại cây tạp không có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, sau khi được tham quan tìm hiểu thực tế tại nhiều mô hình trồng cây ăn quả có giá trị ở một số địa phương trong tỉnh, chị Quỳnh đã cải tạo diện tích vườn tạp để chuyển sang trồng 300 gốc bưởi da xanh, 400 cây ổi ruby, 50 cây mít thái. Sau hơn 2 năm, cây bắt đầu cho quả. Trung bình mỗi năm gia đình chị Quỳnh thu về hơn 200 triệu đồng. Nhà tôi hiện tại là trồng rất là nhiều loại cây ăn quả, mùa nào quả đấy. Hiện tại gia đình tôi đã được bán các loại quả và có thu nhập cho gia đình. Còn tại xã Thanh Sương, nhận thấy cây thanh long ruột trắng và ruột đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã tích cực cải tạo đất vườn, học hỏi kinh nghiệm để phát triển mở rộng diện tích trồng cây thanh long. Đến nay toàn xã có hơn 10 hectare trồng cây thanh long, tập trung chủ yếu ở đội 10. Đây cũng là cây trồng chủ lực của xã trong hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Cây thanh long thì thấy bà con nói là thu nhập rất là ổn định. Một năm thì có thể thu được từ 6 đến 7 lứa. Đấy mà giá thanh long bán thì cũng được giá thấp nhất là từ 10.000 và cao thì có thời điểm lên đến trên 20.000. Huyện Điện Biên hiện có 1.200 hectare trồng cây ăn quả các loại, trong đó có khoảng 200 hectare trồng tập trung theo quy mô trang trại, hiệu quả kinh tế cao như bưởi da xanh, bưởi diễn, thanh long, ổi ruby, ổi nữ hoàng. Nhận thấy cây ăn quả phù hợp với điều kiện tự nhiên, những năm qua huyện đã khuyến khích hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhờ trồng và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, hiện nay hầu hết các vườn cây ăn quả đã và đang cho thu hoạch, năng suất ổn định.
Đối với lại cây ăn quả thì bà con cũng đã thực hiện các cái chuyển đổi đối với lại một số cái diện tích đất nương. Ví dụ như là ở xã Núa Ngam thì cũng đã có một số cái diện tích trồng bơ, nó vào khoảng độ 30 hectare. Rồi là một số cái diện tích nương mà có cái điều kiện tốt ý, thì bà con chuyển sang trồng cây giống mít siêu sớm TL1 ở các xã như xã Hua Thanh, xã Thanh Sương và xã Hẹ Muông. Bên cạnh đó thì đặc biệt là xã Mừng Nhà tại cái bản Pú Lau ấy, thì bà con cũng đã chuyển đổi cái đất nương sang để trồng cây dứa Cayenne, nó vào khoảng độ 60 hectare, thì cũng đã mang lại cái thu nhập cho bà con. Trồng cây ăn quả không những giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống mà còn thay đổi nhận thức trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiệu quả từ cây ăn quả mang lại đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp và từng bước đưa huyện Điện Biên trở thành một trong những vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm của tỉnh. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.